Ok, chào mừng mọi người đã trở lại với video của mình ngày hôm nay. Và ở trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người các cái chỉ số cũng như là cái báo cáo ở trong cái dạng quảng cáo video, có nghĩa là quảng cáo YouTube. Thì mọi người cũng có thể thấy thì Google nó cũng đã cung cấp hết tất cả những cái chỉ số cũng như là những cái lưu ý dành cho khách hàng đang sử dụng cái quảng cáo của họ. Thì chúng ta sẽ cần nghiên cứu và đọc kỹ hơn về những cái phần họ cung cấp. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm như tới cái khi mà chạy quảng cáo YouTube ấy, chúng ta sẽ cần phải quan tâm tới những cái chỉ số chính như sau. Ví dụ như là hiệu quả hoạt động cốt lõi thì nó bao gồm những cái lượt xem này, số lượt xem, tỷ lệ xem này, CPV trung bình này. Đó. Thì ở cái số lượt xem này chúng ta sẽ biết số lần mà người dùng đã xem hoặc là tương tác ở với quảng cáo dạng video của bạn. Đấy, mọi người có thể đọc thêm ở đây. Đó, thì đây là những cái lưu ý này. Sorry mọi người, đây là những cái lưu ý. Thì cái hệ thống nó sẽ không tính lượt xem và các chỉ số thu được từ lượt xem đối với quảng cáo dạng video không thể bỏ qua. Đó. Và đối với quảng cáo TrueView trong luồng ấy thì hệ thống nó sẽ tính cái lượt xem quảng cáo có trả tiền là lượt xem công khai trên video khi một trong những điều xảy ra có người xem quảng cáo hoàn chỉnh dài từ 11 đến 30 giây thì mới tính tiền ấy. Thì có người xem ít hơn 30 giây của một quảng cáo dài hơn 30 giây hoặc có người tương tác với quảng cáo thì khi đó mới tính tiền. Và đối với quảng cáo khám phá TrueView view chạy trên YouTube ấy, thì lượt xem quảng cáo có trả tiền sẽ được tính là lượt xem công khai trên video và khi có người nhấp vào quảng cáo và video bắt đầu phát. Đấy, thì đó là những cái lưu ý mọi người có thể xem thêm ở trong cái link support của Google ấy. Và chúng ta cũng sẽ cần phải quan tâm tới lượt nhấp, thì cái số lượt nhấp này cho chúng ta biết được cái số lần mà mọi người đã nhấp vào cái video của chúng ta, và số lần nhấp có thể là giúp chúng ta biết được cái mức độ hấp dẫn của quảng cáo đối với những người xem quảng cáo đó như thế nào, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái quảng cáo của chúng ta. Và cái tỷ lệ nhấp tức là cái chỉ số CTR ấy, là cái số lần nhấp mà quảng cáo của chúng ta nhận được chia cho cái số lần hiển thị quảng cáo đó. Mọi người cũng sẽ cần phải quan tâm cái chỉ số này. Và cái tỷ lệ tương tác cũng như mức độ tương tác thì mọi người cũng sẽ đọc thêm ở đây. Và cái phạm vi tiếp cận ấy và tần suất thì mọi người sẽ cần phải quan tâm sâu hơn để hiểu được cái quảng cáo của mình đang ở trong cái trạng thái như thế nào. Đó là những cái chỉ số cũng như là những cái lưu ý. Và ở bên dưới này thì nó một cái lưu ý tiếp theo, đó là chỉ số video được phát chỉ được tính trong những người xem video cho đến cuối. Tuy nhiên, một lượt xem cũng sẽ được tính nếu ai đó tương tác với video bằng cách nhấp vào URL hiển thị hoặc là biểu ngữ đi kèm tiện ích quảng cáo. Và nếu mà một người chỉ xem 15 giây của video dài 20 giây ấy, sau đó nhấp vào cái URL hiển thị để truy cập trang đích thì hành động này sẽ được tính là một lượt xem và làm tăng tỷ lệ xem. Đó, mọi người đọc kỹ thì sẽ hiểu thôi. Rồi. Thì chúng ta cũng nên tham khảo thêm về những phần trợ giúp của Google. Thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì chúng ta sẽ cần phải dành thời gian ra để nghiên cứu sâu hơn. Ok, thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho mọi người những cái lưu ý cũng như là hỗ trợ mọi người về cái phần link để mọi người có thể là tự tìm hiểu thêm mà nâng cao cái hiệu suất của quảng cáo YouTube của mọi người. Thì hẹn mọi người ở những bài học hướng dẫn tiếp theo của mình. Tạm biệt.